Theo nhận định của các chuyên gia thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, tình hình nắng nóng khắc nghiệt sẽ kéo dài sang tháng 8 tại nhiều nơi trên thế giới và có thể sẽ có thêm nhiều kỷ lục về nhiệt độ được thiết lập. Trong tuần này, nhiệt độ nhiều khu vực ở Bắc Mỹ, châu Á, Bắc Phi và Địa Trung Hải ghi nhận trên 40 độ C. Khu vực Nam Âu chật vật với đợt nắng nóng kỷ lục, nhất là khi đang trong mùa cao điểm du lịch, buộc nhà chức trách địa phương phải cảnh báo người dân về các nguy cơ sức khỏe. Nắng nóng còn làm bùng phát hàng loạt đám cháy rừng từ Tây Ban Nha, Hy Lạp cho đến Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ. Ở Bắc Mỹ và Trung Đông, hàng triệu người cũng bị ảnh hưởng do nắng nóng. Sự nóng lên toàn cầu sẽ khiến các đợt sóng nhiệt gia tăng, cả về cường độ lẫn tần suất. Chúng tôi đã ghi nhận những dấu hiệu rõ ràng rằng nhiệt độ sẽ tăng trong mùa xuân. Và như vậy, trong tương lai, mỗi năm, con người sẽ phải vật lộn với nắng nóng trong ít nhất là nửa năm. Một số thành viên của 27 nước Liên minh châu Âu đang kỳ vọng tất cả các nước sẽ đạt được sự đồng thuận trong các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc vào cuối năm nay, nhằm tiến tới chấm dứt tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu.